Mời bạn nam. Mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoa. Em hiện nay em năm nay 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên trong một phòng khám nha khoa tại thành phố Buôn Ma Thuột. Em đến từ Buôn Ma Thuột luôn ạ. À, làm việc ở Buôn Ma Thuột luôn. Dạ. Là hôm nay mình xuống đây quay chương trình thôi. Dạ. À. Rồi mời bạn trai giới thiệu. À, em tên là Dương Văn Sĩ. Em quê quán thì Quảng Trị nhưng mà hiện tại đang sống tại Đắk Lắk. À, nghề nghiệp em hiện tại thì là nông dân. Em năm nay 36 tuổi. Bên kia Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Thì một chỗ đó, sát bên mà sao không biết nhau, hai người hỏi đi coi có gần nhau không? Em ở đâu, ngay thành phố luôn hay là ở huyện ạ? Dạ em ở thành phố anh ạ. À, dạ. Anh thì anh ở huyện thôi. Dạ, anh ở huyện nào vậy anh? Anh ở huyện Crong Búc. Dạ. Chúng ta có duyên gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, cho một tràng pháo tay cho cặp đôi này đi các bạn. Anh trai em làm nông là em trồng cà phê hay là? Dạ em trồng tiêu anh. Tiêu? Dạ. Có điều không? Dạ không, em không thấy ai trồng điều hết nên em cũng dám trồng. Bạn có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì Hoa? Ưu điểm của em đó là hòa đồng và biết cách quan tâm người khác ạ. Và khuyết điểm của em là cũng là vì rất là vui vẻ hòa đồng nên là nói hơi nhiều một tí. Lúc mà em đang ngủ hoặc buồn ngủ thì em dễ bị cáu lắm. Tính tình thì em khá là nóng nhưng mà em có thể kiềm được. Bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là sống có trách nhiệm. Trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm trong các mối quan hệ xã hội. À, ngoài ra thì em biết được chơi rất là nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis nữa, cũng biết hát. Điểm yếu á, tức là lúc bình thường á, thì em nói chuyện cũng rất là bình thường. Khi mà gặp một người phụ nữ mà mình thật sự là thích rồi đó, thì khi mà tiếp xúc với người đó thì em rất là hồi hộp, tim thì đập thình thịch, còn mồ hôi tay thì coi như là ướt hết. Nói thì mà cố cỡ nào thì cũng nói cũng không ra được tiếng. Giống như là thời xưa mà mình học, thời học sinh đó là ngồi dưới lớp thì nói chuyện thì rất là to. Nhưng mà khi cô giáo mà gọi lên phát biểu thì nói cứ nói trong họng, nói không ra tiếng. Cũng nhờ cái điểm yếu đó mà hôm nay được gặp anh Quyền Linh với chị Cát Tường với mọi người ở đây. Em học ở đó, em học ở Đắk Lắk luôn hả? Em học đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, dạ. Sao tại trở sao về Crong Búc làm nông? Em cũng làm được 6-7 năm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà có công việc không thuận lợi lắm thì em mới quyết định là về quê. Bây giờ công việc ở quê là ổn định rồi ha em ha? Dạ. Rồi hôm nay mình đến đây mình tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích người bạn gái này, ngoại hình nhìn có duyên một tí. Cũng là người sống nội tâm, cao thì khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. Còn em cũng không quan tâm về nghề nghiệp. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Xăm môi, xăm mắt hay là tóc đỏ, tóc xanh? Nãy em nói em 36 tuổi đúng không? Dạ. Là cũng rất là lớn rồi, mình vẫn chưa lập gia đình. Tại vì khi mà em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, khi về quê á thì lúc này thì em cũng đã lớn tuổi rồi. Mà ở quê thì cái người lứa tuổi mà như em thì đa phần là có vợ có chồng hết rồi. Còn mà cái lứa tuổi teen lớn lên á thì cái quan điểm mà cách sống họ hoàn toàn trái ngược. Hẹn bạn bè thì thích ngồi nơi quán cà phê thông thường, trong khi mà mấy cái bạn tuổi teen đó thì thích ngồi nơi mấy cái quán trà sữa. Mà em thấy mấy cái quán trà sữa thì lại chỗ em thì đa phần là có bàn mà không có ghế. Mà cái bàn chỉ thấp thế này thôi. Em thì cao lớn thế này thì ngồi trong đấy thì thấy nó rất là cồng kềnh, nó rất là khó chịu. Nó giống như mọi người ở đây ngồi ghế, còn em ngồi bệt ở dưới đây thì em thấy nó là không hợp nhau. Em muốn tìm một người bạn gái tầm tuổi khoảng bao nhiêu? Bằng hoặc nhỏ tuổi hơn là đều được hết chị. Hoa là 28 tuổi. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Chị thấy em cũng có vẻ là thùy mị, có vẻ là thích hợp với ảnh á. Nhưng mà em muốn mẫu người bạn trai em tìm là ngoại hình vóc dáng như thế nào? Em muốn sao? Là bạn trai là cao khoảng 1m7 trở lên. Bên này nghe là cao rồi đó, người ta ngồi ghế mà giống như ảnh ngồi dưới đất là biết anh cao rồi đó. Dạ. Không hỏi không bự bự, nhưng anh Quyền Linh là được đấy ạ. Răng đẹp chị ạ. Răng đẹp, tại bên đây không thì không đẹp thì em dẫn vô nha khoa em nhổ hết, em bọc răng sứ hết. Tốn tiền lắm chị ạ. Để về bứng đại mấy cây tiêu gì đó rồi đi làm răng. Được không em? Dạ được chị. Được. Dạ, chào chị. Dạ chào anh. Nhưng bây giờ nếu được là mình tiến tới hôn nhân luôn ha hay sao? Dạ trong vòng khoảng 6 tháng thì... Về có cho vợ đi làm không? Dạ chứ không nữa chị. Hả? À không, ý em nói không phải làm nông á. À thì tốt quá. Mình ở với ba mẹ luôn hay sao? Dạ, nhà mình ở em hiện tại đang ở với ba mẹ. Nhưng mà nếu như cưới nhau thì cũng có thể ở chung hoặc ở riêng. Nghĩa là cái điều gì anh không thích ở người bạn? Em nghĩ là cái mà em thích đó là ghen tuông cái mù quáng. Mà anh có lăng nhăng không? Dạ không. Không thì thôi yên tâm. Được ha. Rồi để tôi hối cô này cho. Anh này là hợp, là lý tưởng. Dạ em chào anh. Chào em gái. Dạ. Anh này không thích tin lắm. Em có thích uống trà sữa không? Cũng thi thoảng thôi ạ. Ngồi trà sữa đừng rủ anh này đi nha. Anh không thích tin lắm á. Dạ. Lớn hơn mình
8 tuổi, trên về cái khoảng cách, cái sở thích nữa. Em nghĩ rằng em có thể chinh phục được... Dạ, em nghĩ là được, tại vì cái suy nghĩ em thực ra cũng hơi chín chắn so với tuổi của em á. Nên em nghĩ là tuổi đó là phù hợp với em rồi ạ. Dạ. Anh này thì anh hiền, suốt ngày đi ảnh trong vườn tiêu không em được không? Dạ không sao ạ. Anh đích đi chơi ngoài. Mình đi được con nào vô vườn tiêu là được. Đi với em vô vườn tiêu thôi. Dạ. Không, dễ thương á, anh thấy hai người hợp nhau. Bởi vì cái duyên mà vào tới tận Sài Gòn tụi em mới gặp nhau. Nhưng mà có khi em gặp anh rồi cũng nên. Hả? Tại vì đôi lúc anh tới chỗ em khám răng á. Không, anh đâu có cái răng nào đâu khám. Không, không có răng cũng phải khám, phải đi trồng răng chứ. Không, nói vậy thôi chứ răng đều đẹp lắm. Dạ. À, yên tâm. Rồi, dễ thương lắm em trai. À, hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi với em họ em với là bạn thân của em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người. Em tên là Linh, là bạn thân của chị Hoa. À, cho em hỏi xíu là gia đình mình là sống ở Đắk Lắk luôn hả anh? Sống Đắk Lắk luôn em. Em thấy anh này là khá chín chắn á chị. Anh chị là cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Anh chín mùi luôn đó, chín lắm rồi đó. Dạ. Anh chín chắn nữa. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với ba người bạn rất là thân. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy chị Hoa rất là ok anh sĩ ơi. Rất là dễ thương, là mẫu của một gia đình đó. Cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên, sĩ với Hoa gặp mặt nha. Dạ, em chào anh. Chào em. Em cũng có chậu cây này tặng anh, hy vọng khi anh nhìn thấy cây này thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em thì anh có giống như trong tưởng tượng của anh không ạ? Đứng trước mọi người thì anh không có bình tĩnh lắm. Nên anh cũng không có tưởng tượng được, không nghĩ tới cái tưởng tượng em như thế nào. Tại vì quá run. Công việc của em là làm cả tuần luôn á, khá là bận. Thì không biết thì anh sắp xếp mà thời gian để lên thăm em thế nào. Em thì một tháng em được nghỉ 3 ngày đó. Công việc của người nông dân thì nó không có ràng buộc về thời gian, đi lúc nào cũng được. Nếu mà xác định mà lấy nhau rồi á thì anh muốn là có mấy người con ạ? Anh nghĩ là hai. Anh có quan trọng con trai hay con gái gì không ạ? À, không. Dạ. Con là được. Dạ. Em có ngại khi mà nếu quen một người nông dân như anh đó. Dạ em thì em quan trọng là cái tính hợp á. Tại vì em cũng tìm hiểu những người khác rồi nhưng mà do không hợp nên em mới không đến được với người ta. Nên quan trọng là cái tính cách được hợp với tính của em thôi. Dạ. Đây ta nông dân nhưng mà ta học đại học rồi ra đàng hoàng. Dạ. Nhưng em hỏi anh coi có tay có rung, mồ hôi tay có ra, tim có đập mạnh chưa? Anh có thấy cảm thấy rung động gì trước em ạ? Anh thấy có cảm tình với em. Anh có muốn hát tặng em một bài hát nào không anh? Có. Anh hát tặng em bài hát là Về Đi Em. Trời ơi trời, gì vậy? Còn bài nào khác không? Dạ không anh, bài này nội dung nó thì không phải là đuổi người ta về anh. À vậy à? Dạ dạ. Nghe cái tựa thôi thấy quải rồi. Về đi em, làng quê cũ có anh trai quê vẫn chờ, đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ, chỉ tấm xinh tươi ngày xưa, bàn tay em duyên dáng đông đưa, chợ xóm in bóng em đi về tình quê. Mai lá đơn sơ vui câu hò, để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em, cô gái thơ ngây của làng ta. Đúng rồi. Dạ. Cái nội dung là được, đúng. Hợp lý. Đó, kêu gái về quê. Trời, nãy tưởng đâu rồi. Về đi em. Thôi, em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Dạ ai ạ? Ở mai mốt ở một cái làng tiêu ha. Hai gió hiu hiu ngồi dưới gốc tiêu, anh hát em nghe ha. Lãng mạn ha em ha. Dạ. Nếu được thì khoảng khi nào là em có thể tiến đến hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng một năm. Tìm hiểu cho kỹ một tí. Quan trọng là cũng là tình cảm hai bên, nhưng mà em chỉ ước lượng thời gian khoảng chừng đó thôi. Có thể sớm hơn chút chút cũng được. Em có thích lãng mạn không? À, thật ra tính em thì không có lãng mạn lắm đâu. Nên là anh cũng không phải là lãng mạn theo chiều theo ý của em hay gì hết. Dạ. Tại vì giờ em cũng thực ra là suy nghĩ em cũng lớn rồi. Nên không, cũng hơi thực tế rồi chứ không phải là lãng mạn là phải như thế này kia.
anh thì anh cũng không có được lãng mạn. Dạ. Do đó anh cũng được ga lăng, gọi là lấy lòng bạn gái thì anh cái khoảng đó anh không được tốt. Anh cho em hỏi là anh có gia trưởng không ạ? Không, không có gia trưởng. Dạ, anh có thích chia sẻ không? Thích chia sẻ. Dạ, tại vì em á là khi quen ai là em thích chia sẻ, rất là chuyện gì em cùng nói chuyện với người đó, tức là em rất là thích chia sẻ đó. Vậy thì em cũng là người sống nội tâm rồi. Đi với người nội tâm thì em sống theo kiểu nội tâm, mà em cũng khá là hướng ngoại. Tại vì em quen là em dễ làm quen lắm, dễ nói chuyện lắm. Dạ. Tại vì cái công việc của em là bắt buộc như vậy. Quản lý kinh tế thì ai, anh nghĩ là ai quản lý tốt hơn hay sao anh? Anh nghĩ là người đàn ông có thể làm ra tiền, nhưng mà quản lý thì có thể phụ nữ quản lý tốt hơn là đàn ông. Dạ. Tại vì em thì nếu mà đưa em quản lý cũng được, nhưng mà không phải là như là người ta là quản lý chặt chẽ đâu. Em lúc nào em cũng nghĩ là khi ra đường là phải có tiền, chứ không thể là đi ra ngoài đường mà được có mấy chục ngàn hay gì. Tại vì mình đi đường có thể là xăng xe hoặc đi cà phê bạn bè á, thì em cũng không có gắt về mấy chuyện mà không có kỳ bò về dạ, chuyện đúng đấy. Dạ. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa, chúng ta hãy nói tất cả những cái suy nghĩ của mình ha, tận đáy lòng mình đang cảm nhận thế nào về đối phương. Em có thể mở kiến ra cho anh ấy nhìn 5 giây, 10 giây gì đó. Rất là xinh, thấy chưa? Anh cũng rất là thích người mà có một cái má lúng đồng tiền. Thì hôm nay cũng bất ngờ là gặp được em ở đây. Chắc là cũng có duyên trời định. Hy vọng là mình còn có nợ. Anh nghĩ là sẽ có nợ với nhau. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Hết thời gian. Anh hiền, cười tươi ghê. Cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, hiền lành. Cô gái rất là chín chắn đấy, có công việc ổn định. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Chiều nay mình có về Đắk Lắk chung. Trên đường về có thể mua tiêu, bán tiêu gì đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay đi bạn. Tay anh lạnh. Do anh mồ hôi rung. Rung. Ra mồ hôi không? Có ra mồ hôi tay không? Theo như thủ tục thì chúng ta hôn nhau đi bạn. Dễ thương đấy, anh thấy rất là hợp nha. Lát có về chung không? Ra đi ăn uống, đi xem phim, đi tâm sự, chia sẻ rồi cùng nhau về Đắk Lắk. Đi một về hai đấy. Quá đẹp. Rồi mai mốt trở lại đây ba, xong về rồi kia bốn.